Hôm nay sẽ review cho mọi người một cái lô đồ mới nhập về nha. Một cái lô đồ tàu chuẩn cổ. Đây đầu tiên là một cái bát nha mọi người, đây là một cái bát nha. Cái bát này là loại lớn nha. Cái này là đồ tàu chuẩn cổ thế kỷ 19 nha. À, chữ nè. Cái bát này có đường kính là 17 18 vậy đó, để đo luôn. Cái bát này có đường kính là 19 xăng à. Rồi chiều cao của nó là 1 tấc. Tình trạng của cái này nó có bị khờn, nó bị khờn miệng à. Ví dụ như người nào mà thích đó thì sau này sao hũ thì có thể là bịt đồng, bịt bạc gì đó. Đây nè, cho nó giữ lại cái này, cho nó đẹp. Cái này rất đẹp luôn nha, Một cái bát lớn. Rồi cái này có giá là 14 triệu nha mọi người, cái này có giá 14 triệu nha. Giá 14 triệu nha, một cái bát 14 triệu. Nó bị khờn thôi. Rồi tới cái ống nhổ nha. Đây một cái ống nhổ rất là đẹp luôn. À. Cái này người ta bịt đồng lại mọi người, bịt đồng lại nè. Đây. Cái này đồ 19 luôn nha mọi người, cái này đồ 19 luôn nha. Cái này có giá là 12 triệu nè, cái này có giá là 12 triệu. Chiều cao của nó nè, chiều cao nè. Đó. Chiều cao 1 tấc, cái bề miệng đó. Khoảng 12. Cái này là 12 triệu nha mọi người, cái này 12. Hai món, món thứ ba nha. Đây là một cái dầm. À, cái này có tích là cầm kỳ thi họa nè, cầm kỳ thi họa. À, cái này có âm, đây là, có âm xíu nè. Đây là đồ tàu chuẩn cổ nha. Ở trong đây nó có âm tí nữa nè. Hai đường âm trong ngoài. Nó là 11 năm á, cái đường kính nó 11 năm. 11 năm. Cái này có giá là 4 triệu nha mọi người, cái này có giá là 4 triệu. Rồi một món tiếp theo, đây là một cái dầm đường kính là 17 nha, cái này đường kính 17 nè, cái này cũng là đồ tàu chuẩn cổ thế kỷ 19 luôn. Đây vẽ đây rất là đẹp, hiệu đề là một chữ thôi, ngọc nha mọi người, hiệu đề là một chữ ngọc. Thì tình trạng của nó là bị vẫy này, chỗ này như nó có bị âm chỗ này nè, xíu này nè, cái này có bị âm xíu nè ha. Cái này là giá 3,5 triệu nha mọi người, cái này giá 3,5 triệu. Rồi một cái bản dầm tiếp theo, à vậy cái này là ngũ liễu mọi người, cái này là ngũ liễu nha, bản dầm này là ngũ liễu. Đây chôn rồi. Cái này nó có bị âm ở đây, à, với lại bị dập dập đây nè. Cái này nhìn vô biết liền. À. Cái này giá thì cũng rẻ mọi người, cái này giá nó có 3,5 triệu, cái này 3,5 triệu. 3,5 triệu nha. Rồi hôm nay là một bộ lô luôn, review mọi người một lô luôn nha. Lô Long Ẩn nha, lô Long Ẩn. Bốn em à, cái này một lô luôn. Thì mình sẽ coi từ cái nha. À, đầu tiên là cái này à, cái này thì coi nó có lành hay là bị sửa gì không nha. Đây
coi ở trong á mọi người thì không có thấy gì trơn, không có thấy bị gì trơn á, nhưng mà cái chủ nhân á, người ta kỹ á, người ta bịch lại, người ta bịch bịch đồng lại, dán lại rất kỹ nè. Có nhiều cái món người ta không có bị gì nhưng mà ta vẫn bịch lại á, cho nó giữ được cái miệng á, cho nó không bị khờn này nọ gì đó. Ở đây có cái quai luôn nè, ở đây có cái quai luôn nè, nó rất là đẹp luôn, cái này lành luôn nè, nhưng mà bịch đồng là nội công bịch không có chịu rồi đó. Đây là tích long ẩn nha, ấm trà long ẩn nha. Ồ, quá đẹp luôn mọi người, quá đẹp luôn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nha, cái thứ hai mình sẽ mở cái nắp ra nha, coi nó có bị gì trong không. Đây cái này không có gì hết nha, coi cái dồi có sữa không nha, dồi thấy con ok luôn nha. Đây là long ẩn cái thứ hai. Ồ, trông rồi, cái này là chỉnh cổ rồi nha. Long ẩn này rất là dễ bị âm tóc nứt này kia, tại vì nó mỏng á, kiếm cái lành cũng khó lắm. Nên cái hàng lành nó phải gấp đôi những cái mặt hàng mà nứt bể. Cái thứ hai rồi coi nha, đây trong rồi. Cái này không thấy gì luôn nha, cái này không thấy gì luôn. Đây cốt nữa nè, già đồ nha, cái này là thấy không có bị gì luôn á. Rồi cái cuối cùng nha, đây là một cái long ẩn cuối cùng. Cái này ở đây nè, có cái sữa lại chút xíu nè, cái dầm nè, nó nhịn trong biết liền à, nhịn trong biết liền à. Cái dồi nó bịch lại luôn rồi nè, và cái nắp, cái nắp đây. Rồi nói chung là ba cái tình trạng tốt nha, có cái này nó bị xíu nha mọi người đó. Đây là một lô nha, lô bình long ẩn nha, đây là lô luôn nha. Lô này có giá là 17 triệu nha mọi người, lô này có giá là 17 triệu cho 4 cái nha, 17 triệu cho 4 cái, 4 lần 4 16 thì khoảng 4 triệu mấy một cái đó, 4 cái luôn, mua một lần trở thành nhà sưu tập luôn nha. À, 4 cái giá là 17 triệu. Rồi, xin chào.